Vậy là đã kết thúc một cái tuần giao dịch hết sức đầy biến động. Thì song song đó, chúng ta đã thấy được nào là những cái thông tin liên quan về SPV nè, nào là hút tín phiếu, rồi là thị trường hai đỉnh, đúng không ạ? Nhưng mà chính những cái cú điều chỉnh đó, nó lại kiến tạo nên rất là nhiều siêu phẩm nó vào sóng. Và ngay bây giờ, nếu như mà anh chị nào mà chúng ta vẫn chưa tham gia được sau những cái nhịp điều chỉnh đó, mà mình đánh vào được những cái siêu cổ phiếu trong giai đoạn tuần qua đi, thì video này chính là dành cho anh chị. Bởi vì ngày hôm nay em sẽ lên một cái danh mục thật là chi tiết để cho anh chị trong tuần sau tham gia vào những cái siêu cổ phiếu. Đấy, thì những cái cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu nào? Xin mời anh chị theo dõi thật kỹ cái video ngày hôm nay, đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái giây phút nào trong cái video này nha anh chị. Rồi, thì đó là về cái phần giới thiệu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích về cái nhóm ngành. Đấy, thì trong cái video trước đó em có chia sẻ cho anh chị về cái vận động của thị trường. Đấy, thị trường của chúng ta là một cái thị trường, nó lại gọi là mỏ vàng, đúng không anh chị? Mà đã là mỏ vàng rồi thì chúng ta cần phải tìm những cái cuốc để mà đào những cái mớ vàng đó lên. Đấy, chứ mà anh chị đừng có ngồi đợi cho những cái biến cố thiên tai nó xảy ra rồi vàng nó tự chui vào túi của mình, không có đâu anh chị. Đấy, bây giờ chính là cái lúc để mà anh chị săn đuổi những cái siêu cổ phiếu, bởi vì mình đã xác định được thị trường đã bước vào một pha tăng rồi. Đấy, thì cái danh mục mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong cái video này, nó là về cái nhóm ngành ngân hàng. Thì nếu như anh chị mà theo dõi em từ những cái video trước đó, anh chị sẽ biết được là về cái nhóm ngân hàng này, nó chính là cái nhóm mà nó dẫn dắt cho thị trường bước vào một cái xu hướng tăng. Nó là cái nhóm ngành có sóng trên cái thị trường hiện tại. Và anh chị thấy là từ khi mà ngân hàng nó xác nhận nó bước vào sóng ở những cái phiên mà sau cái giai đoạn tích lũy của thị trường này anh chị. Đây nè. Đấy, sau cái giai đoạn tích lũy của thị trường, ngân hàng nó xác nhận bước vào sóng thì nó đã thúc đẩy cho các nhóm ngành khác nó tăng, như là dòng khu công nghiệp nè, dòng chứng khoán nè, rồi là dòng công nghệ, đúng không anh chị? Và hiện tại rất nhiều anh chị hỏi em là tại sao trong những cái phiên gần đây thị trường nó cứ rung lắc mà mãi nó không có phải giảm mạnh về em? Đấy, thì một phần nó đến từ các nhóm ngành, đến từ các cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng. Phải vậy không anh chị? Khi mà chúng ta đã xác định rằng là thị trường nó đi lên bởi cái dòng dẫn dắt, và dòng dẫn dắt bây giờ nó vẫn chưa chết, thì thị trường mắc cái mớ gì nó phải chết, đúng không anh chị? Những cái cổ phiếu như VIP này, anh chị chờ cho nó giảm mạnh đi, không có đâu, nó tăng đâu đó 2 cây, hơn 3%, tức là gần một cái cây trần rồi, đúng không anh chị? Hay những cái cổ phiếu như là STB này bắt đầu có những cái trạng thái cân bằng lên quanh cái đường MA 50 ngày, đúng không ạ? Hay những cái cổ phiếu như là CTG này, khi mà nó chạm về tới những cái vùng gọi là vùng giá vốn của tổ chức, hay là cái nơi mà tổ chức họ đổ tiền vào, họ đẩy giá cổ phiếu lên, thì bắt đầu có những cái lực cầu nó tham gia, nó đỡ giá cổ phiếu trở lại. Đấy, thì đây chính là những cái cổ phiếu nó được tổ chức kiểm soát cái cuộc chơi. Vậy thì khi được tổ chức kiểm soát, những cái dòng tiền thông minh họ điều tiết, thì sao anh chị? Thì nằm mơ nó mới kết thúc cái chu kỳ ở đây. Và em có chia sẻ cho anh chị về một cái nguyên nhân, về một cái quy luật trên thị trường, nó chính là quy luật nguyên nhân kết quả, đúng không ạ? Một cái cổ phiếu có một cái vùng nguyên nhân tích lũy hơn một năm trời như thế này, và cái kết quả của nó chỉ tăng đâu đó tầm khoảng vài chục phần trăm thôi anh chị, không đâu. Về cái tầm nhìn của em thì những cái cổ phiếu này nó sẽ còn đi lên tiếp. Và một cái cổ phiếu á, khi mà nó vẫn còn dư địa, mà dư địa nó vẫn còn thì sao anh chị? Thì cổ phiếu nó sẽ tiếp tục nó tăng. Đấy. Và khi mà mình đã đọc được cái phần nguyên nhân của nó rồi, thì mình sẽ thấy được cái dư địa đằng sau của cổ phiếu đó. Nên là anh chị em đừng có ngồi mà đợi thị trường sập nữa anh chị. Hãy cùng nhau đấy, ngồi lại đây để mà em sẽ là người giúp anh chị tìm kiếm những cái cơ hội để mà đem đến cho anh chị trong cái giai đoạn sắp tới. Đấy. Thì em có chia sẻ cho anh chị về những cái cơ hội trong cái nhóm cộng đồng của em. Đấy, thì cái nhóm đó nó hoạt động như nào vậy em? Thì đây chính là cái nhóm mà em chia sẻ những cái kiến thức, những cái tư duy, những cái trải nghiệm, và cũng như là những cái cổ phiếu hoàn toàn miễn phí dành cho anh chị. Đây là anh chị. Đấy, thì những cái cổ phiếu mà em chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho mọi người, đúng không ạ? Đấy. Nào là những cái cổ phiếu nào mà nó vào sóng thì em sẽ tập trung để mà em dành tặng cho anh chị. Đấy, nên là nếu như mà trong cái giai đoạn sắp tới, giai đoạn tuần sau đi, có cái cổ phiếu nào hay, đấy, em sẽ chia sẻ cho anh chị
ngay trong cái nhóm này đó. Nên là anh chị mình tranh thủ tham gia vào nhóm đi, nếu không thì anh chị sẽ là những nhà đầu tư tiếp tục bỏ lỡ những cái cơ hội. Mà khi mà mình bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy rồi thì sao anh chị? Thì khi mà tới những cái giai đoạn rủi ro, anh chị lại tham gia vào thì biết đâu lại là những cái vùng đỉnh của thị trường, đúng không ạ? Những cái giai đoạn mà thị trường nó đi lên trong nghi ngờ, chúng ta phải thiết lập những cái điểm mua an toàn, thì đó mới là những cái cơ hội tuyệt vời anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích về cái dòng ngân hàng này, nó có điểm gì đặc biệt. Đấy, tại sao thị trường nó vẫn cứ loanh quanh ở đây mà nó không tăng? Thì anh chị thấy là dòng dẫn dắt là dòng ngân hàng, nó vẫn chưa tăng được. Nó vẫn đang làm gì anh chị? Đang là cái trạng thái tái tích lũy ở kênh trên. Mà một cái cổ phiếu, một cái nhóm ngành dẫn dắt thị trường nó tái tích lũy thì thị trường nó cũng sẽ có những cái trạng thái tái tích lũy. Và anh chị nhìn nè, nếu như mà anh chị muốn thấy được thị trường tuần sau mà nó bứt phá dòng tiền vào và nó vượt đỉnh mạnh thì anh chị hãy theo dõi cái nhóm ngành ngân hàng này cho em. Đấy, bởi vì cái nhóm ngành này là một cái nhóm ngành có vốn hóa lớn trên thị trường. Vậy thì khi mà nó được dòng tiền tham gia vào thì sao anh chị? Thì thị trường này nó vượt đỉnh và nó sẽ tìm về tới những cái vùng gọi là vùng 1.300, đúng không ạ? Đấy, những cái mốc mà những nhà đầu tư đang hoài nghi về cái việc mà thị trường có thể tiến về tới những cái mốc này hay không, hay là nó tạo cái mô hình hai đỉnh. Đấy, thì nó phụ thuộc vào cái nhóm ngành ngân hàng này. Rồi, thì đối với cái nhóm ngành ngân hàng thì em muốn chia ra cho anh chị về những cái cổ phiếu trong cái nhóm ngành này. Đấy, thì đối với cái nhóm ngành ngân hàng không phải là nó đi lên đồng loạt cả ngành anh chị. Nó sẽ phân loại nào là những cái cổ phiếu loại 1 nè, tức là cái cổ phiếu mạnh nhất của ngành. Rồi là những cái cổ phiếu mạnh sau đó nữa là những cái cổ phiếu loại 2. Rồi những cái cổ phiếu mà nó chưa tăng là sẽ là những cái cổ phiếu loại 3. Đấy, anh chị nốt lại những cái chia sẻ của em ngày hôm nay để mà mình biết được, mình nhận diện được đâu là cái cổ phiếu mạnh của một cái nhóm ngành để mà mình tham gia, mình tập trung vào cái cổ phiếu đó, chứ không phải là cái nhóm ngành này nè nó có sóng rồi thôi mua cái mã nào cũng được, hoặc là mua cái cổ phiếu nào nó chưa tăng đó để làm gì anh chị, để ăn được một cái khoản lợi nhuận, không có đâu anh chị. Cổ phiếu mạnh là một cái cổ phiếu càng đi lên càng mạnh và nó bắt anh chị phải mua đổi với giá cao, còn cái cổ phiếu mà nó yếu anh chị thì nó sẽ bắt anh chị mua giá rẻ nó, và khi mà mua giá rẻ cầm mãi nó không tăng. Giống như những cái cổ phiếu như EIB này, em có một cái anh khách hàng ảnh cầm cái cổ phiếu này mãi và chờ cho nó tăng, nhưng mà rất tiếc là nó không tăng được, trong khi những cái hàng đàn anh đàn chị của nó là những cái cổ phiếu như là BID này, đúng không ạ? BID này nó bám trên line để mà nó đi lên rất là mạnh. Hay những cái cổ phiếu như là Techcom này anh chị thấy không, nó là một cái xu hướng dốc lên đi lên rất là mạnh. Đấy, nào là những cái cổ phiếu như VPBank này, anh chị thấy nó tích lũy ở dưới, nó đâu có tăng được đâu anh chị. Đấy, vậy thì cái nhóm băng loại 1 là cái gồm những cái cổ phiếu nào? Đấy, thì nó chính là những cái cổ phiếu như là ACB này, đúng không ạ? Đây chính là những cái cổ phiếu mà nó vào sóng rồi và nó đang tái tích lũy trở lại. Và sau cái giai đoạn tái tích lũy này, nó sẽ tiếp tục nó đi lên. Anh chị cứ để ý nha, tuần sau mà những cái cổ phiếu này mà nó xác nhận nó đi lên thì sao anh chị? Anh chị cứ lấy nó cho em. Đấy, vì nó sẽ là những cái cổ phiếu kiến tạo cho một cái chu kỳ tăng mới của thị trường. Đấy, những cái cổ phiếu ngân hàng mà nó ra tay rồi thì sao anh chị? Thì thị trường này chỉ có uptrend thôi. Anh chị nhớ cái giai đoạn mà hôm thứ sáu vừa rồi không? Đấy, khi mà thị trường nó rút chân đâu đó tầm khoảng hơn chục điểm. Đấy, thì khi đó những cái cổ phiếu ngân hàng này là những cái cổ phiếu được dòng tiền vào và nó có trạng thái rút chân, như là CTG này, anh chị thấy nó rút chân này. Đấy, thì những cái cổ phiếu này khi mà nó chạm về tới cái vùng gọi là vùng hỗ trợ của nó và nó tạo ra một cái vùng gọi là tái tích lũy này anh chị. Đấy, thì khi mà nó chạm về vùng hỗ trợ thì sao? Thì nó sẽ có trạng thái kéo lên biên trên. Đấy, kéo lên biên trên. Và khi mà có dòng tiền vào đi anh chị cứ lấy nó cho em. Đấy, cái cổ phiếu như là CTG này, tuần sau mà cái khối lượng của nó đâu đó tầm khoảng hơn 10 triệu cổ phiếu dòng tiền vào anh chị và cái biên độ nó tăng mạnh. Giống như những cái phiên như này nè anh chị, hay là những cái phiên như này nè là đã đạt rồi. Những cái phiên như này nè, hoặc là những cái phiên như này nè. Đấy, hoặc những cái phiên như này nè anh chị là đạt, để mà nó tiếp tục bước vào một cái chu kỳ sóng mới và khi đó thị trường nó sẽ tiếp tục vào pha tăng. Đấy, ACB nè, CTG nè, rồi cổ phiếu nào nữa anh chị? Techcom, đúng không ạ? Cổ phiếu này đã vào sóng rồi và nó đang tái tích lũy lại trên đây. Anh chị thấy là cái biên độ dao động của nó không quá mạnh. Đây là cái cú rũ bỏ cuối cùng nè, bắt đầu có những cái trạng thái
kiệt quệ và thanh khoản. Phiên ngày hôm nay là cái phiên test cung của cổ phiếu, tuần sau mà nó quay trở lại thì anh chị cứ đánh nó cho em nha. Đấy, nhớ cái điều kiện là nó phải vượt qua khỏi cái vùng trung bình 20 phiên của nó, ít nhất là phải 10 triệu cổ phiếu. Đấy, thì khi đó anh chị đánh, anh chị mới an tâm, nhẹ nhõm. Đấy, rồi là những cái cổ phiếu như VIP này, anh chị thấy VIP nó đánh rất hay. Đây chính là cái phiên gì anh chị? Phiên pivot của cổ phiếu. Tuần sau mà nó xuất hiện cái điểm nổ đi anh chị, nó vượt qua cả khối lượng ngày hôm nay. Khối lượng ngày hôm nay là đâu đó tầm khoảng 8 triệu rưỡi, đúng không ạ? Thì nếu như mà nó vượt qua cái khối lượng ngày hôm nay với cái biên độ tăng cao hơn so với cái phiên này, nó sẽ là cái cổ phiếu thuộc dạng top mạnh nhất của cái dòng ngân hàng cho cái chu kỳ sau, cho cái nhịp tăng sau nha anh chị. Đấy, nên là anh chị chú ý những cái cổ phiếu mà em chia sẻ, những cái cổ phiếu ban loại một anh chị. Đấy, nốt vào đi anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh chị vào thực chiến, anh chị vào cái giai đoạn mà thị trường nó rung lắc, nó điều chỉnh đi anh chị, đảm bảo luôn anh chị sẽ không nhớ những gì mà Hằng Kiệt nó chia sẻ ngày hôm nay đâu. Bởi vì em biết là trong cái quá trình mà anh chị tham gia đầu tư á, cái tâm lý của anh chị khi mà không được ổn định thì chúng ta sẽ không nhớ những gì mà chúng ta nghe nghe qua một lần đâu, đúng không ạ? Đấy, vậy thì nếu như mà không muốn quên đi thì anh chị hãy lấy bút viết ra, nốt lại những cái mà Hằng Kiệt nó chia sẻ, để mà khi mà vào cái thực chiến này, khi mà vào cái thị trường trong giai đoạn tuần sau đi, mình biết mình phải làm gì. Đấy, cho dù là thị trường nó có gây tâm lý, gây hoảng loạn đi anh chị, thì anh chị lấy cái tờ giấy mà anh chị ghi ra đó, anh chị nhìn lại coi, à Hằng Kiệt nó nói như này nè. Đấy, khi nào cái cổ phiếu dòng ngân hàng này nè, nó được dòng tiền vào, nó xác nhận nó tiếp tục đi lên, thì thị trường nó sẽ vượt đỉnh và tiến về tới những cái vùng 1.300. Đấy, mục tiêu nó không còn xa đâu anh chị. Anh chị nhìn vậy thôi, cái vùng 1.300 nhìn vậy thôi, chứ mà không còn xa đâu. Tầm khoảng có 40 điểm nữa thôi, chưa tới đúng không ạ? Chưa tới 40 điểm là nó đã đạt được cái mục đích rồi, đạt được cái mục tiêu rồi, đúng không ạ? Đó là nó lại những cái cổ phiếu này VIP nè anh chị, dòng tiền vào thì anh chị cứ mạnh tay cho em nha. Đấy, rồi những cái cổ phiếu như BID nè anh chị. Đấy, BID cũng là một cái kèo rất là ngon. Bởi vì sao vậy em? Bởi vì cái cổ phiếu này này, khi mà nó trong cái giai đoạn gì xu hướng đi lên, nó tạo ra những cái trạng thái là nó bám cái xu hướng, bám cái đường trendline, nó đi lên rất là tốt. Đấy, cứ lên biên trên này, về biên dưới, lên biên trên về biên dưới, nhưng mà cái xu hướng của nó là một cái xu hướng đi lên. Đấy, lên biên trên này, về biên dưới và lên biên trên, về biên dưới. Anh chị thấy là khi thị trường có những cái nhịp điều chỉnh thì cái cổ phiếu này nó cũng điều chỉnh theo thị trường, nhưng mà nó điều chỉnh không quá mạnh anh chị. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là những cái phiên volume khối lượng bé tí như này nè anh chị. Khối lượng bé tí, đúng không ạ? Khi mà khối lượng bé như thế này thì sao anh chị? Thì tổ chức, thì những cái hàng tay to, những cái người điều phối cái cổ phiếu này có phải là lôi hàng cổ phiếu ra bán không anh chị? Hay chỉ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ khi mà thấy cái cổ phiếu này nè, nó bị bán với cái biên độ đâu giảm gần 4% ngày hôm qua, rồi ngày hôm nay thị trường tiếp tục nó điều chỉnh giảm, lại lôi hàng ra bán, đúng không anh chị? Thì khi đó những cái nhà tổ chức họ sẽ gom lại cái cổ phiếu này, và đây là cái trạng thái cân bằng của cổ phiếu này anh chị. Tuần sau mà anh chị thấy cổ phiếu quay trở lại, anh chị cứ đánh mạnh tay cho em, dứt khoát anh chị, cố gắng đánh vào những cái cổ phiếu này. Đấy, bởi vì nó sẽ là những cái cổ phiếu dẫn dắt cho chu kỳ tiếp theo. Đấy, dòng băng mà quay lại thì anh chị cứ quan sát những cái cổ phiếu top 1 em chia sẻ ha. Đó, nào là còn những cái cổ phiếu như là Tiên Phong nữa nè anh chị. Tiên Phong á, thì cái cổ phiếu này á, nó thuộc dạng băng loại 2, tức là nó sẽ yếu hơn so với những cái cổ phiếu trước đó em có chia sẻ. Nhưng mà anh chị thấy, nếu mà anh chị nào có hàng á, thì đoạn này anh chị không nên bán nữa. Bởi vì một cái vấn đề là khi mà cái cổ phiếu á, nó chạm về cái đường trendline này, nó bắt đầu có những cái dấu hiệu dòng tiền quay trở lại. Ấy, chạm về trendline, bắt đầu dòng tiền quay trở lại và đẩy lên. Vậy thì đây chính là cái vùng trendline của cổ phiếu này, và rất có khả năng tuần sau cái cổ phiếu nó sẽ quay trở lại. Mà nếu như mà đầu tuần đi, anh chị thấy cổ phiếu mãi mà không đánh, mà lôi hàng ra bán một phát thôi, chiều nó kéo rút chân trở lại, chiều nó kéo dòng tiền vào mạnh một phát thôi là xong, mất hàng luôn. Mà khi đã mất hàng rồi, đố anh chị dám mua lại cái cổ phiếu? Em nói thật, không dám mua là không dám mua. Bởi vì cái tâm lý của nhà đầu tư là khi mà mình vừa bán cái cổ phiếu với cái mức giá rẻ đi anh chị, thì làm sao mà dám mua lại cái cổ phiếu với cái mức giá cao hơn. Đấy, giống như cái việc là mình vừa bán cái cổ phiếu đi để mà mình chút đi những cái gánh nặng. Bây giờ cái cổ phiếu nó quay trở lại rồi, nó có giá cao hơn, làm sao mà mình dám mua anh chị?
Đấy, bởi vì trước đó cái tâm lý của mình đấy cho rằng cái cổ phiếu này là một cái gánh nặng, đánh mãi mà nó không tăng. Đấy, vậy thì khi quay lại làm sao mà dám mua, đúng không ạ? Nhưng nó mà nổ lại là rất dễ vào sóng nha anh chị. Đấy, nào là Tiên Phong nè, rồi những cái cổ phiếu như MSB nè anh chị. Những cái cổ phiếu này đánh rất là hay anh chị. Đánh rất là hay, nó ép bán nhà đầu tư cho đến cái giây phút cuối cùng luôn anh chị. Nhiều anh chị nói là nó gãy hỗ trợ rồi. Gãy hỗ trợ thì sao? Thì tìm tới những cái vùng biên dưới. Nhưng mà anh chị quên mất là cái vùng biên dưới của nó cũng là lanh quanh tại đây thôi anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì cái đường EMA 50 ngày cho thấy là nó đang có những cái dòng tiền hỗ trợ tại quanh đây. Thấy? Thì khi đó nè, thị trường phục hồi trở lại, cổ phiếu rút chân về tới tham chiếu luôn. Nhưng mà trong phiên này, anh chị thấy nó đạp đâu đó tầm khoảng 2-3%. Rất là khốc liệt. 2% anh chị. Đấy. Đạp một phát 2%. Và cái cổ phiếu nó vẫn bám cái trend line đi lên. Nó cũng tương tự cái cổ phiếu là Tiên Phong vậy anh chị. MSB. Rất dễ tuần sau nó quay lại ha. Anh chị nào mà muốn đánh những cái cổ phiếu này cùng em đi anh chị. Đấy. Tranh thủ tham gia vào đi. Bởi vì em sẽ chia sẻ cho anh chị về những cái trạng thái của cổ phiếu khi nào nó đánh, em sẽ chia sẻ hết. Bởi vì quan điểm của em à, cho đi sẽ nhận lại anh chị, đúng không ạ? Khi mà mình đã có những cái kiến thức rồi thì cái điều quan trọng nhất là chia sẻ cho những cái anh chị cộng đồng để mà chúng ta cùng nhau kiếm tiền trên thị trường anh chị. Bây giờ nếu như mà em có kiến thức, em tự kiếm tiền vẫn được anh chị. Nhưng mà sao? Nhưng mà nhiều anh chị trên thị trường chúng ta mất tiền quá, chúng ta không tham gia được vào những cái cổ phiếu vào đúng cái thời điểm để mà nhận được những cái khoản lợi nhuận tốt, mà chúng ta cứ vào ở những cái thị trường mà nó bị hưng phấn, ở những cái thị trường mà nó đang rủi ro, làm sao mà chúng ta kiếm tiền. Và em ở đây để mà em định hướng cho anh chị để mà chúng ta đánh vào những cái cổ phiếu mạnh trên thị trường, cũng như là né tránh được những cái cổ phiếu yếu và né tránh những cái khoản rủi ro, những cái khoản mất mát trên thị trường anh chị. Ấy, như là anh chị thấy nè, cái giai đoạn vừa rồi đi, em cũng đã cố gắng để mà hỗ trợ anh chị xuyên suốt. Ấy, tạo động lực bơm oxy cho anh chị trong cái nhóm cộng đồng này anh chị. Đây nè, cái nhóm mà em chia sẻ nè. Đấy, những cái lúc mà thị trường nó biến động rất là mạnh. Đây nè anh chị, gần đây nhất là cái phiên ngày hôm thứ 6 đúng không anh chị? Cái phiên thứ 6 anh chị sẽ thấy là nó tạo ra một cái trạng thái là nó dốc ngược. Nó giảm mạnh và nó kéo dốc ngược trở lên. Đấy, nó đánh như vậy đó anh chị. Nó đánh như vậy là rất nhiều nhà đầu tư mất hàng. Nhưng mà quan điểm của em, trong room của em không mất hàng. Không mất hàng là không mất hàng. Bởi vì đây nè anh chị, những thời điểm này không phải là lúc anh chị hoảng loạn hô thị trường sập, đúng không ạ? Đấy, đây là cái lúc anh chị phải đánh giá là cái danh mục của mình. Thị trường ngày hôm nay giảm 11 điểm nhưng mà danh mục của em vẫn xanh. Bởi vì em đánh được những cái cổ phiếu như DigiWall nè, GVR nè anh chị, đúng không ạ? Đấy, đây nè anh chị. Nào là thị trường sẽ sinh ra trong cái sự ảm đạm, chết bởi cái sự thỏa mãn. Mà nó thỏa mãn ở những cái giai đoạn này anh chị. Nó mới kéo có 2 phiên mà nó thỏa mãn cái gì, đúng không ạ? Nó chỉ kéo lên trong cái giai đoạn nghi ngờ. Và những cái nhịp rung lắc này nó đáp ứng được cái nhịp đáp ứng được cái sự nghi ngờ của nhà đầu tư, đúng không ạ? Đó, và nó hợp thức hóa cái tâm lý mà muốn thị trường sập để mà anh chị có giá tốt. Nhưng sao nó quay trở lại và nó đập tan những cái hoài nghi của anh chị. Đấy, và nếu mà anh chị nào bán những cái cổ phiếu này đi thì có phải là bị mất hết những cái khoản lợi nhuận trong cái giai đoạn sắp tới không ạ? Đấy, cái giai đoạn vừa rồi em đã cố gắng để mà hỗ trợ, để mà chia sẻ cho anh chị rồi. Đấy, và anh chị nào mà hiện tại mình không đánh được những cái cổ phiếu như là DigiWall nè, sau những cái cú điều chỉnh đi anh chị. Đây nè, những cái cú điều chỉnh như này anh chị không tham gia được thì sao? Tranh thủ tham gia vào nhóm đi. Tuần sau em sẽ hướng dẫn cho cộng đồng đánh vào những cái cổ phiếu ngân hàng này. Tuần sau mà nó nổ vào sóng thì thôi rồi. Giống như cái cổ phiếu Techcombank nè anh chị. Đây nè anh chị, cổ phiếu Techcombank nè. Cái điểm mua mà em dành tặng cho hệ thống ngày 7 tháng 2 nè anh chị. Có anh chị nào còn nhớ không ạ? Đấy, anh chị nào còn nhớ thì để lại cái phía bên dưới phần bình luận cho em. Đấy, một cái chữ số 1 cho anh chị. Đúng không ạ? Anh chị vào đính chính cho em. Đấy, là thằng Kiệt nó có chia sẻ cho anh chị. Đấy, tặng cho anh chị những cái cổ phiếu như Techcombank nè. Đấy, và sau đó thì sao? Nó tăng hơn cả chục phần trăm. Và em đảm bảo với anh chị luôn, nó chưa kết thúc chu kỳ ở đây đâu. Nó mới tăng 10% thôi, nó sẽ còn kéo nữa anh chị. Đấy, nên là những cái giai đoạn này là những cái giai đoạn siêu kiếm tiền. Anh chị hãy tranh thủ đi. Đấy, cơ hội nó không dành cho những người chần chừ đâu. Đấy, vì nếu như mà anh chị không quyết liệt trong cái giai đoạn, trong cái quá trình mà anh chị đầu tư, anh chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Đó. Rồi những cái cổ phiếu như là OCB nè, cũng là cái cổ phiếu thuộc dạng loại 2 anh chị, nó hơi yếu so với những cái cổ phiếu trên kia. Đấy, rồi là những cái cổ phiếu như là NAB nè anh chị. NAB thì cái mã này nó hơi nhỏ anh chị, thanh khoản nó hơi bé. Và đặc biệt là cái cổ phiếu này là thuộc dạng penny của nhóm ngân hàng. À em nhầm anh chị, VAB anh chị, VAB. Cái cổ phiếu này cái thanh khoản nó hơi bé. Đấy, thì anh chị thấy nè, nó tạo được cái mẫu hình gì? Cốc tay cầm. Đúng không ạ? Đấy cái cốc này, và nó đang hình thành nên cái tay cầm. Rất có khả năng là tuần sau nó sẽ quay trở lại đó anh chị, rất có khả năng. Đây nè. Đấy, nó quay trở lại thì sao anh chị? Thì anh chị cứ mạnh tay mạnh chị đánh vào những cái cổ phiếu này cho em. Đấy, còn nếu như nó không quay lại thì sao? Thì mình tập trung những cái cổ phiếu top 1 trên thị trường, những cái cổ phiếu vừa nãy em chia sẻ. Đấy, anh chị note lại được chưa? Đó, rồi, cái cổ phiếu top 3 này là cái cổ phiếu EIB. Đấy, EIB hả anh chị? Đấy, cái cổ phiếu này thì quan niệm của em thì anh chị nên cơ cấu, nhưng mà không phải là cái giai đoạn hiện tại, bởi vì cái cổ phiếu nó đang quay trở lại gọi là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu rồi anh chị. Anh chị thấy nè, lên biên trên, ấy về biên dưới nè sẽ quay lại biên trên, về biên dưới nè quay lại biên trên anh chị. Vậy đi, nó đang quay về biên dưới rồi. Bây giờ anh chị mà không kiên nhẫn được thêm nữa, anh chị bán những cái cổ phiếu này ra là rất dễ là bán đúng đáy luôn anh chị. Mà bán đúng đáy thì sao? Thì khi mà nó hồi trở lại, anh chị sẽ mất một cái khoản lợi nhuận, đúng không ạ? Ấy nên là chúng ta cho cái cổ phiếu cơ hội một tí đi anh chị. Đấy, khi nào nó hồi lên thì mình cơ cấu nó để mà mình sang, mình cầm tiền mình sang mình đánh những cái cổ phiếu khỏe hơn nha. Đấy, những cái cổ phiếu như là VI, VB băng nè anh chị. Đấy, đây là cái danh mục mà muốn dành tặng cho anh chị. Đấy, VB băng thì cái cổ phiếu này á nó cũng về quanh cái vùng hỗ trợ rồi. Hiện tại thì không nên bán nữa anh chị. Đấy, mà nếu như có hàng á, giờ nó phục hồi trở lại thì mình bán ra đó. Đó là những cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành ngân hàng và cái danh mục đầu tư trong cái giai đoạn tuần sau em muốn dành tặng cho anh chị. Nào là những cái cổ phiếu thuộc top 1 như là ACB này, đúng không anh chị? ACB. Đấy, những cái cổ phiếu như CTG này anh chị. Rồi những cái cổ phiếu nào là MB băng này, đúng không anh chị? MB băng này nó rút chân này, tuần sau mà nó quay lại thì anh chị cứ mạnh tay mà anh chị đánh nó cho em nha. Đấy, rất dễ vào sóng đó anh chị. Những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu top 1, mà top 1 thì chỉ có mua cao thôi anh chị. Anh chị đừng có hy vọng là sẽ mua được cái giá rẻ đó với cổ phiếu. Một cái cổ phiếu mà nó đang mạnh mà nó cho anh chị quay trở lại, nó mua cho anh chị quay nó quay lại cho anh chị mua giá rẻ thì nó còn mạnh không anh chị? Đảm bảo là không rồi. Bởi vì nó là cái cổ phiếu top 1 được dòng tiền vào. Vậy thì mắc cái mớ gì nó phải quay trở lại, nó cho anh chị mua, đúng không ạ? Tổ chức nó sẽ quyết liệt để mà đẩy giá cái cổ phiếu lên. Đấy. Thì đối với cái cổ phiếu này, nếu như mà nó quay lại thì anh chị cứ đánh nó cho em. Quay lại theo cái chiều hướng tăng anh chị, quay lại theo cái chiều hướng tăng, bởi vì sau cái cú rũ này nó sẽ quay lại. Nó sẽ quay lại anh chị. Rất có khả năng là tuần sau nó quay lại, nên là anh chị tập trung 200% công lực để mà nghiên cứu cái cách đánh của dòng ngân hàng này. Rất hay nha anh chị. Đừng có chê nó là cái nhóm vốn hóa lớn trên thị trường mà bảo nó yếu anh chị. Không có đâu, nó mạnh lắm mọi người ơi. Đấy, nên là anh chị nào mà mình muốn đánh vào những cái cổ phiếu ngân hàng, tranh thủ đi. Quét cái mã QR này, hoặc là đơn giản hơn, phía bên dưới cái phần bình luận em có để một cái đường link để mà anh chị tham gia vào nhóm, đồng hành cùng em, đồng hành cùng với hệ thống tham chiến những cái cổ phiếu ngân hàng trong cái giai đoạn tuần sau anh chị. Đấy. Đó, đây nè anh chị, rất nhiều chia sẻ của em khi mà thị trường rung lắc nè. Đây nè, đó, có những anh chị nào ấy chịu không nổi, rủ tiếp kìa, đúng không mà mới vào phiên thôi. Thì em bắt buộc em phải tắt chat để mà em chia sẻ rồi. Bởi vì cái tâm lý của anh chị nó rất là hỗn độn khi mà thị trường nó kéo, là thị trường nó giảm mạnh anh chị. Đấy, rồi, nào là, thì đó là những cái chia sẻ của em trong cái video ngày hôm nay. À, một cái danh mục về cái nhóm ngành ngân hàng. Đấy, em dành tặng cho anh chị. Đấy, anh chị ghi chép lại những cái cổ phiếu mà chúng ta cần theo dõi ha. Tuần sau mà nó đạt điểm mua, em sẽ cập nhật ngay trong nhóm để mà anh chị cùng tham gia. Hoặc là nếu như mà tuần sau có những cái cổ phiếu nào nó hay hay đi anh chị, em sẽ chia sẻ cho anh chị một cách miễn phí, công khai để mà chúng ta cùng nhau kiếm tiền trên thị trường anh chị ha. Đấy, rồi, hẹn gặp anh chị trong những cái video lần sau và chúc anh chị có những cái ngày cuối tuần bên gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi, nếu mà anh chị thấy video của em hay, nhớ nhấn giúp em một cái lượt like, một lượt đăng ký kênh
và em xin cảm ơn anh chị. Rồi, em xin kết thúc video ngày hôm nay nha.